Chào mừng các anh em đã quay trở lại. Hôm nay sự kiện vi diện Đức Vợ cho phép các anh em nhân gấp đôi phần thưởng phụ kiện vi diện khi mà chúng ta pha mở trong vũ trụ mô phỏng. Đây rõ ràng là một cơ hội rất tuyệt vời để mà các anh em kiếm hoàn thiện bộ phụ kiện vi diện của mình. Tuy nhiên là chúng ta nên pha ở vũ trụ mô phỏng mấy cũng như là bộ vi diện nào phù hợp nhất với lại các anh em hiện tại. Đó chính là cái nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhanh qua xem những cái bộ phụ kiện vi diện này phù hợp với lại những nhân vật nào nhất. Bộ Xiang Dâu không có tuổi, với bộ hai món tăng 12% giới hạn máu của người trang bị, và khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên thì tấn công của toàn bộ Feta tăng 8%. Thật mà nói, đây là một bộ rất là phù hợp cho những nhân vật hỗ trợ không yêu cầu cao về mặt chỉ số. Việc tăng giới hạn máu sẽ giúp cho nhân vật của chúng ta đảm bảo sinh tồn tốt hơn, kết hợp cùng với lại khi mà tốc độ của chúng ta từ 120 trở lên thì hỗ trợ tăng tấn công cho toàn bộ các nhân vật trong đội nữa. Về cơ bản, các anh em có thể sử dụng cho những nhân vật hỗ trợ như là Bronza, Bailu, Tinjun, Asta và Natasha. Đến bộ thứ hai của thế giới 3, bộ Trạm Phong Ấn Không Gian. Bộ hai món tăng 12% tấn công của người trang bị, và khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên lại tiếp tục tăng tấn công thêm 12% nữa. Có thể coi đây là một trong những bộ rất là phù hợp với lại nhân vật hồi máu Lucha chuẩn bị ra mắt tại nửa sau phiên bản 1.1, tại vì tất cả những cái khả năng của anh ấy đều phụ thuộc vào tấn công. Ngoài ra, các anh em cũng có thể sử dụng cho những nhân vật TPS tốc độ cao, ví dụ như là Shelly, Đan Hen để mà tối ưu. Nói chung là với việc tăng rất nhiều tấn công, gần như là tất cả những cái nhân vật TPS chính, TPS phụ của chúng ta đều có khả năng sử dụng bộ vi diện Trạm Phong Ấn Không Gian này. Tuy nhiên, chỉ sử dụng ở trong cái vai trò thay thế chứ không phải là bộ di vật tối ưu, tại vì cũng giống như là Genshin Impact, chỉ số tấn công trong Honkai Star Rail rất là dễ bị tràn. Tiến đa bạo, sát tương bạo mới là chỉ số thời thượng các nhân vật DPS của chúng ta thiếu nhiều nhất. Vì vậy cho nên là bộ vi diện Sasoster dừng xoay của thế giới 6 mới là cái bộ tăng di vật tối ưu nhất dành cho những nhân vật DPS chính của chúng ta. Ok, và với bộ hai món tăng 8% tỷ lệ bạo kích của người trang bị, và khi tỷ lệ bạo kích của người trang bị từ 50% trở lên sẽ tiếp tục tăng thêm 15% sát thương của tuyệt kỹ và đòn đánh theo sau. Một số nhân vật của chúng ta thì không có đòn đánh theo sau, nhưng mà không sao, việc tăng 15% sát thương tuyệt kỹ cũng là quá tuyệt vời rồi. Và rõ ràng, đây sẽ là bộ vi diện tốt nhất của tất cả những nhân vật DP chính của chúng ta hiện tại. Ví dụ như là Giang Win, Đan Hen, Jin Yuan Tướng Quân và Shelly, v.v. Đó, thì đều sử dụng bộ này giống như là bộ tốt nghiệp của mình. Ok, tiếp theo thì bộ thứ hai của thế giới 6, Billabong của đấng kiến tạo, tăng phòng ngự của người trang bị, và khi chính xác hiệu ứng của người trang bị từ 50% trở lên thì phòng thủ lại tiếp tục tăng thêm 15% nữa. Về cơ bản thì bộ này rất là phù hợp với lại những nhân vật bảo hộ tập trung vào phòng ngự, và hiện tại chúng ta có 3 nhân vật rất là thích hợp khi mà sử dụng bộ này, đó chính là J-Park, nhà khai phá hệ hỏa với lại Mark 7. Như vậy là chúng ta đã qua thế giới 3 với lại thế giới 6 rồi, bây giờ chúng ta tới với lại thế giới 4. Bộ Von Bác Hoạt Bác, với bộ hai món tăng 5% hiệu suất hồi năng lượng của người trang bị, và khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên vào chiến đấu sẽ lập tức ưu tiên hành động 40%. Với việc tăng hiệu suất hồi năng lượng thì bộ vi diện này sẽ phù hợp với lại những cái nhân vật nào của chúng ta tập trung vào tuyệt kỹ. Thì hiện tại Sói Bạc, Tinjun, Asta với lại Natasha là những nhân vật mà tập trung vào tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ giữ vai trò quan trọng ở trong chiến đấu của những nhân vật này. Tiếp theo thì chúng ta đến với là bộ thứ hai của thế giới 4, Talia, Vương quốc trộm cướp. Thì bộ này tăng 16 tấn công kích phá của người trang bị. Khi mà tốc độ của người trang bị từ 145 trở lên thì lại tiếp tục tăng thêm 20% tấn công kích phá nữa. Và yêu cầu của bộ vi diện này cũng tương đối cao, tốc độ lên tới 145 lần. Vì vậy cho nên là hiện tại chỉ phù hợp với lại hai nhân vật tập trung vào tấn công kích phá, đó chính là Sói Bạc và Su Sang. Và sau đó thì chúng ta cùng đến với lại thế giới 5, cũng là thế giới cuối cùng. Bộ đầu tiên, công ty kinh doanh Liên Ngân Hàng, tăng 10% chính xác hiệu ứng của người trang bị, đồng thời tăng tấn công bằng 25% chính xác hiệu ứng hiện tại của người trang bị, tối đa là tăng 25%.
Thì bộ này phù hợp với lại những cái nhân vật mà đánh những cái hiệu ứng bất lợi lên trên kẻ thù. Và với việc là xây dựng chính xác hiệu ứng cũng gia tăng thêm tấn công, điều này khiến cho những cái nhân vật đánh những cái hiệu ứng bất lợi này của chúng ta còn hỗ trợ thêm một phần sát thương cho những cái nhân vật đi phe chính của chúng ta nữa. Thì hiện tại chúng ta có 3 nhân vật, đó chính là chú Well, sói bạc và Pela là 3 nhân vật sử dụng phù hợp nhất đối với lại bộ vi diện này. Còn bộ vi diện cuối cùng, máy sai lệch hành tinh, khiến cho sát thương bạo kích của người trang bị tăng 16%, và khi sát thương bạo kích của người trang bị từ 120 trở lên, sau khi mà vào chiến đấu, tỷ lệ bạo kích của người trang bị tăng 60%, duy trì cho đến khi kết thúc thi triển lần đầu tấn công. Tiếp tục là một bộ tăng vào tỷ lệ bạo sát thương bạo, nhưng mà cái phạm vi của nó thì hẹp hơn so với lại bộ Sansoto dừng xoay, vì vậy cho nên rõ ràng là bộ này cũng là một bộ chuyển tiếp, các em có thể sử dụng cho những cái nhân vật đi vai chính của chúng ta. Tuy nhiên là về tận cùng thì rõ ràng là chúng ta vẫn nên chuyển qua bộ Sansoto dừng xoay thì mới có thể đạt được cái mức độ tối ưu đối với lại những nhân vật đi vai này của chúng ta. Và rõ ràng những nhân vật đi vai chính của các em, ví dụ như là Silly, tướng quân, Giang Win, thì chúng ta cũng có thể sử dụng bộ vi diện này. Tuy nhiên là các em lưu ý, mức độ ưu tiên của bộ vi diện này rõ ràng là thấp hơn so với lại bộ Sansoto dừng xoay của thế giới sáp. Ok, như vậy các em có thể thấy rằng qua phân tích trên thì để mà tốt nghiệp được những nhân vật DPS chính của anh em thì bắt buộc các anh em cần phải farm thế giới 6. Tuy nhiên là Leo nghĩ rằng là các em chỉ cần theo đuổi cái thuộc tính chính thôi. Ví dụ như quả cầu vi diện của Silly sẽ là tăng sát thương lượng tử. Còn đối với lại dây liên kết của Silly sẽ là tăng tấn công là đủ rồi. Chứ còn mà nếu các anh em theo đuổi thêm cả những cái dòng chỉ số dưới nữa, ví dụ như là tỷ lệ bạo sát thương bạo nữa, thì thực sự là nó quá may rủi. Hiển nhiên là vẫn có một số anh em farm vài lần là có được ngay những cái món này với cái chỉ số dưới tỷ lệ bạo sát thương bạo tấn công quá ngon quá thơm, nhưng mà đó thực sự chỉ là một số ít anh em mà thôi, còn lại đa số là trắng tay đi về. Vì vậy Leo nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta cố gắng hoàn thiện bộ di vật của chúng ta, và điển hình ở đây đó chính là bộ vi diện đó, cả chỉ số chính cũng như là chỉ số phụ làm sao cho hoàn hảo nhất ở cái giai đoạn này không phải là một cái giải pháp tối ưu. Chúng ta cần hoàn thiện những cái nhân vật hỗ trợ của chúng ta thì nó sẽ đảm bảo một cách an toàn hơn. Tại vì cái tỷ lệ để mà ra được những cái vi diện phù hợp với lại yêu cầu của anh em rất là thấp. Và nó sẽ thật sự phù hợp hơn khi mà chúng ta về late game. Chứ còn hiện tại thì chúng ta chỉ nằm ở giai đoạn đầu khai phá. Chúng ta nên gọi là hoàn thiện những cái nhân vật hỗ trợ thì cái hiệu quả của nó sẽ toàn diện hơn. Vì vậy cho nên Leo nghĩ rằng là nếu mà anh em nào mà chúng ta đã có một bộ Sansoto dừng xoay tương đối ổn dành cho DPS chính của chúng ta, thì Leo đề xuất các anh em sẽ ưu tiên farm tiếp vào thế giới 3. Nguyên nhân tại sao như vậy thì các anh em có thể quan sát tại đây nè. Tuy có thể là hai bộ vi diện của thế giới 3 không phải là những cái bộ tốt nhất cho một số nhân vật, nhưng mà nhờ vào những cái bộ vi diện này tăng vào những cái chỉ số rất là phổ biến, rất là dễ sử dụng, nên gần như là đa số các nhân vật hiện tại của chúng ta hoàn toàn có khả năng sử dụng như là một cái bộ thay thế. Đó, và các anh em có thể thấy đây, màu đỏ có nghĩa là những cái bộ vi diện tốt nhất dành cho nhân vật đó. Thì các anh em có thể thấy rằng hai bộ thế giới ba thì không nhiều, nhưng mà cái số lượng mà nhân vật của chúng ta có khả năng sử dụng ở cái mức độ thay thế của hai bộ vi diện này lại rất là nhiều. Và đặc biệt là bộ vi diện hỗ trợ Xi'an không có tuổi, bộ này tăng vào máu cũng như là hỗ trợ cho toàn bộ đồng đội tăng 8% tấn công. Có thể nói là gần như tất cả những nhân vật hỗ trợ của chúng ta đều có khả năng sử dụng được cả. Tại vì ai mà không cần máu để mà tăng cường cái khả năng sinh tồn của mình trong cái lúc mà kẻ thù của chúng ta hiện tại đang tấn công rất là dồn dập. Và rất là dễ để mà các em có thể kiếm được một bộ tốt nghiệp, chỉ còn các em may mắn có được một cái dây liên kết tăng hiệu suất hồi năng lượng thôi. Còn cái quả cầu vi diện các em sẽ chọn làm sao cái chỉ số nó phù hợp với lại cái nhân vật mà chúng ta cần mặc. Ok, và như vậy là coi như chúng ta đã tốt nghiệp cái nhân vật hỗ trợ của chúng ta rồi. Hôm nay sẽ có một số anh em sẽ không đồng ý với lại ý tưởng của Leo và cho rằng là bộ Vanguard hoặc Bác mới chính là cái bộ hỗ trợ tốt nhất và chúng ta nên tập trung farm vào trong cái bộ này thì mới đúng. Đầu tiên, Leo hoàn toàn đồng ý là bộ Vanguard hoặc Bác này rất là mạnh cho những cái nhân vật hỗ trợ tập trung vào tuyệt kỹ. Tuy nhiên á, là mức năng lượng của những nhân vật hỗ trợ của chúng ta là khác nhau, chứ không phải là tất cả nhân vật đều yêu cầu chúng ta phải là có mức năng lượng cao nhất có thể. Một số nhân vật hiệu suất hồi năng lượng chỉ cần dưới 119 là đủ rồi, thì những nhân vật này chúng ta chỉ cần sử dụng dây liên kết với chỉ số chính tăng hiệu suất hồi năng lượng là hoàn toàn có thể thỏa mãn được cái điều kiện của những nhân vật này.
chỉ có một số ít những cái nhân vật mà yêu cầu chúng ta cái hiệu suất hồi năng lượng phải vượt 119 á, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là cần phải sử dụng bộ Von Watt hoạt bát này. Tại vì thực tế là bộ hai món nó chỉ tăng thêm 5% mà thôi, không thực sự nhiều đâu, nó chỉ bằng 1/4 so với lại dây liên kết với dòng chính tăng hiệu suất hồi năng lượng. Với lại thế giới 4 đi cùng với lại bộ Talia Vương quốc trộm cướp tăng tấn công kích phá, thì hiện tại chúng ta có thể thấy ở đây có hai nhân vật sử dụng tốt mà thôi. Nên là về cơ bản tổng thể các anh em, thế giới 3 vẫn ưu việt hơn so với lại thế giới 4. Nhưng mà nếu anh em nào thích farm ở thế giới 4 thì cũng không vấn đề gì cả, anh em hoàn toàn có thể chọn thế giới 4 để mà farm. Và cuối cùng thì đối với lại thế giới 5 thì thực tế là theo Leo nghĩ giai đoạn đầu này của các anh em chỉ farm thế giới 5 cho những cái nhân vật nào thực sự cần mà thôi. Tại vì đa số là cái bộ tăng chính xác hiệu ứng của thế giới 5 á, giai đoạn này hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng những cái bộ vị diện khác để mà thay thế. Ok, tóm lại nè, nếu mà DPS chính của các anh em vẫn chưa có một bộ Sasoto dừng xoay với cái chỉ số chính phù hợp với lại nhân vật của anh em á, thì chúng ta sẽ ưu tiên farm thế giới 6 trước. Còn nếu như mà các anh em đã có rồi, chúng ta không cần phải cố gắng farm hoàn hảo cả chỉ số phụ đâu, như vậy rất là hên xui. Leo đề xuất các anh em sẽ tập trung farm vào thế giới 3 để kiếm những cái bộ Xian Dâu không có tuổi rất phù hợp với lại những cái nhân vật hỗ trợ của chúng ta, và đặc biệt là hai nhân vật hồi máu Bai Lu và Natasha. Và sau đó nữa thì các anh em có thể cân nhắc farm những cái bộ chuyên biệt cho nhu cầu cá nhân của bản thân mình. Ví dụ như là farm bộ Von Watt hoặc Bác thế giới 4 cho Tin Jun với là Asta. Ok, và đó chính là tất cả những cái đề xuất của Leo. Còn các anh em nghĩ sao? Đừng quên để chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại các anh em trong những nội dung sau.